No, for you. Yo, no me cago. Trời ơi, dưới này. Cái nó mờ à? Mũi kén à? Thôi đừng em, không cắn rồi. Đừng đụng vô mất công, tắt đèn, tắt đồ nữa mày. Cho nó nướng luôn cho rồi. Nó bị nướng nè. Đừng có đụng tâm ơi. Chửi đó nè.
cho cái quạt xuống dưới chân giùm chị đó. Cái quạt á, trong cái góc này nữa. Cho con ra ngoài nằm đi, nóng quá. Đúng rồi, vừa mát nữa. Đúng hay là lạnh? Không lạnh đâu. Em dễ nghe lạnh. Trời ơi. Hồ căng thì không thấy xuất hiện. Dễ chửi ghê. Không canh giờ đâu. Còn con mình bị mũi đá nữa chứ. Mấy cục đá kinh. Rồi được mà, được à, nhưng mà còn một tháng mới một bên đó. Bên đấy không còn cái u ở tai nữa, cái u hình như u bã cấu à, dùng đại mụn à, ngay ngay. Em có bầu gì không em? Có đúng không? Dùng chi em chỉ chị đây, chỉ cho hỏi chấm đi. Em bị dùng xong bán thì thường dùng đẩy muộn hay đen, nhưng mà muộn à. Nhưng mà một hồng câu nên cũng kiểu như nhiều dữ kìa. Để quá lâu luôn. Bắt đầu không có ai luôn hả? Chị vậy. Đi hết. Đi hết rồi đó em. Đi điên ghê á. Hầu thiện bu vô như rùi á. Hết thơm rồi đi.